Yeah. Why don't we let him try it? It requires a lot of force. Yeah. Oh, yeah. In nature, yeah. Yeah. Vậy các học sinh đó, mình chọn cái nào dễ để giúp cho các học sinh trẻ nó hiểu mà nó vui luôn. Cause nó mỗi ngày là hands on, là mấy học sinh là để nó chơi với luôn, sau đó học và chơi luôn. Chào quý vị khán giả, con tên là Đỗ Tina và con trong nhóm Maris ở trường Westminster High School. Hôm nay là một cái lễ hội về khoa học và mấy em nhỏ hôm nay đã tới trường DeMille để làm những cái trò chơi khoa học. Cái trò chơi của em đang trình bày hôm nay là cánh tay thủy lục và em cảm thấy rất là vui trong lúc làm này vì em có thể cho mấy em làm những cái trò chơi vui và về khoa học. Nhưng mà cái này chỉ có một trong mấy cái trò chơi mà mình có. Trong đây mình còn có mấy cái robot và những cái chiếc xe mình làm. Và không chỉ đó là có thêm những cái môn khác luôn. Và có thể qua tới khóa học luôn. Và mấy cái môn này rất là vui vì những học sinh Westminster High School có thể làm chung với mấy em nhỏ từ trường tiểu học DeMille. Và em cảm thấy rất là vui em có thể được giúp mấy em về cái môn này. Dạ, tên của em là Bảo Thi và ở đây là cái STEM Fair của trường, ở trường DeMille, của mấy đứa học sinh ở Westminster High School. Và tụi em nghĩ là nó rất là quan trọng cho trẻ em để áp dụng những kiến thức mà trẻ em học trong lớp vào ngoài đời thật và làm những thứ mà bằng chính tay mình. They're very fascinated by the experience they get from these STEM activities, and em rất là tự hào và it grows my love for science when I see these children practice and have hands-on experience with science as well. So because your bottle and it makes the air bigger, because the air is so big, it will move the liquid up. If the more hot your hand is, the more it will move it up faster. Yes. So basically, I increase the pressure in order to increase the temperature. You always said you were a child. Yeah. Why don't we let him try it? It requires a lot of force. Yeah. You do it. Okay, you guys want to see me do it? Yeah. Okay, so watch here. Look at here. It's going to burst into flames. So we do it. You saw it? Hi, my name is Alice and I'm the president here at DeMille PTA. And I'm so excited to be able to have the Westminster High School Merit kids back for the second year in a row. And it's such a privilege for us to have this sort of exposure for our kids. I know that with schools like us, with a Title I school and being VDLI, sometimes there aren't as many resources in the STEMs. So we're really excited to have the volunteers come and set up various booths. So you can see that they have things like robotics, they have catapults, they got even a petting cockroach, and they also have things like a photo booth, buttons. And so I think our kids really had a good time this year, and we're so excited that we're able to partner. And even more importantly, our VDLI program has a pathway of not only at DeMille, but also at Warner and then eventually Westminster High School. Okay, so during our competition, we had to take in a note. There you go, like that. And then we would have to shoot it to like a target of some sort. So right now we have it pre-programmed with our programmers, they pre-programmed it to angle it. So I just have to hold a button. Woo! And it shoots. Chào quý vị, đây là thầy Phạm ở trường Trung học Westminster High School. Là ngày hôm nay thầy mang các học sinh của cái chương trình Merit của trường học Westminster để đến DeMille để giới thiệu cho các học sinh trẻ mấy cái điều về STEM, Science, Technology, Engineering và Mathematics, là một cái cơ hội để cho các em học sinh
trung học nó cho các em học sinh trẻ coi mấy cái đồ like, mấy cái đồ booth về STEM và dạy các em học sinh khoa học, kỹ thuật, máy tính, toán về mấy cái đồ mà gọi là STEM demonstration. And then và có cơ hội để dạy các em học sinh mấy cái chữ về STEM tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Mẹ luôn. Thì coi mấy cái booth này mấy các học sinh và mấy học sinh trường trung học biết nói chuyện với mấy người mấy học sinh trẻ hơn về STEM. Thì bây giờ có khoảng 60 em học sinh và 20 cái booth để giới thiệu cho các học sinh. Personally, I'm really interested in zoology and I love studying different organisms. So I thought that these cockroaches were really cool since we ordered them for science experiments, but now we're using them to share STEM education with younger kids. I really love being here in order to interact with kids, just so they could like learn more about like, oh my god, the things that we do. Ow! To learn more about the things that we do and also like get them more interested, get them to know what they want to do in the future. Through this STEM fair, they can like experience all the things that we do in the STEM field. This zoology is just one of the things, but there are so many things as you can see here. Thank you, guys. Thầy với mấy các học sinh trong cái nhóm phải cần xài, I don't know, khoảng 20 tiếng để set up mỗi cái booth ở trường học mình để put it together, bỏ vô một cái hộp, làm một cái board. Sau đó phải mang đến đây and then khoảng một tiếng để set up. Ready, set, go! Go! Let's go! Who won? Who won? Oh, that car is the last one! Mình chọn cái nào dễ để giúp cho các học sinh trẻ nó hiểu mà nó vui luôn. Cause nó, mỗi cái này là hands on, là mấy học sinh là để nó chơi với luôn, sau đó học và chơi luôn. Đó là mình chọn mấy cái nào thầy coi ở trong internet, thầy trong óc học sinh nó giới thiệu. So how does it work? It's sort of like a slingshot. Uh-huh. So basically the rubber band, it like makes the cups like turn. And then I just let go of the cup. So I'm Edgar. I'm one of the leads for FRC. It's for robotics basically. This is our robotics for this year, our robot for this year. So we had to shoot essentially what's a game piece. We had to load it into this right here, and then we can shoot it up here into like a piece like this. We would shoot it up to here, and it would score a point for us. So right now, once I'm able to connect to the Wi-Fi, it should be working. Right now we have it pre-programmed with our programmers. They pre-programmed it to angle it. So I just have to hold a button. Woo! And it shoots. Một lần nữa Khang muốn cảm ơn sự bảo trợ của học khu Huntington Beach Union High School District đã bảo trợ cho chương trình mình. Trong 2 năm nay mình sẽ cho các khán giả một cái cơ hội để đi tham một cái event được host bởi các em từ trong trường trong hội Merit tại trường Westminster High School, hiểu thêm hôm nay các em ở đây có mặt làm gì và những cái trò chơi thú vị mà khoa học về STEM các em đã đem cho những em trẻ hôm nay. Ok.